Các bạn ơi, mới tới một cái gò. Mới tới một cái gò. Anh em đang chuẩn bị ăn trưa. Mình có phần thưởng cho các bạn coi đây. Không nặng quá, cầm giùm cái này, nặng quá. Một tay không nổi. Tái. Cậu vòng này đẹp. Này. Mẹ. Đó. Mập mập. Vòng này trên đảo. Nặng. Phải không? Hello. Rồi, đây các bạn ơi, sau phần lên cá là phần làm cá. Và chúng ta trở lại với Chef Cúc Minh Nguyễn nha các bạn. Đây. Đây là con ngừ vi vàng mà thành cá mới vừa câu lên được tức thì đây. Chúng tôi sẽ quyết định ăn cái phần ngon nhất của nó, đó là cái phần bụng ha, hay Minh ha. Phần bụng. Trời ơi. Thấy không? Bỏ vô miệng có lấy tiết rồi, mắc tiền nhất đó. Lấy tiết rồi sao không? Tốt không? Lấy tiết rồi tốt ha. Đã xử lý phần tiết rồi. Wow, ui trời ơi, đúng thịt đỏ luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi. Cần giật giật nữa chứ. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Chanh chanh thịt ăn cho biết. Đó. Đấy ngon. Đó, lấy tựa răng phần bụng đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Trời ơi. Chép Cúc Minh Nguyễn. Rồi đây, mình giơ cái miếng này lên cho thằng coi coi nè. Wow, ngược lại nè. Đó, chúng tôi sẽ ăn cái phần này sashimi đúng không thầy Minh ha? Phần này nó mới béo mới ngon. Phần này nó mới béo đây. Wow. Thành quả của nãy giờ chết đét nắp đây các bạn ơi. Cái này nữa nè. Chăng quá ha. Miếng thứ hai ha. Hay không? Lấy tiệu rồi là không có một đinh móng. Không có một miếng. Hay thiệt, không có miếng tiết luôn. Đúng là kỹ thuật lấy tiết. Cắt đúng chỗ hay thiệt. Không có một miếng nào ra luôn. Lợi hại thiệt. Hai miếng. Ô. Đâu nè. Nếp ơi. Ô. Hôm nay chúng tôi sẽ mở tiệc sashimi cá ngừ và cá ngừ áp chảo. Quá đã. Vi vàng nha, hàng vi vàng các bạn ơi. Còn cái đầu thì tối nay tôi sẽ tặng cho cá mú. Bài đổi lấy cá mú hả? Ủa chứ mình không lấy cái đầu cá ngừ này mình đổi cá mú hả? Ngon lành chứ đó. Bóc thả xuống. Học. Cái đó là gì mình? Cái đây là cái ức ra mình lên con. Ức từ dưới. Trời thịt nó đỏ kìa. Nè. Đâu. Nguyên cái lưng ha, phần trên lưng ha. Phần trên lưng đê, dùng đê kho. Nhiều lắm mà chứ. Thầy Minh nghĩ đi con cá mú hồi trưa có một chút xíu mà hả, bốn người ăn không hết, một mình tôi giọng hết. Không nghĩ con cá này 4 kg sao mà ăn hết được. Cắt khúc thôi. Để về nhà cho gia đình ăn, chị ăn, hai con ăn nữa chứ. Kia khúc mở bịch ướp lạnh đem đầu về, để đi. Mấy lại ướp chiên. Ừ.
Tạm nghe trên tàu luôn. Thôi vậy lẹo, mấy mình lên được chiêng. Rồi ok, xong. Món này thầy Minh ha. Món người Việt vẹn ướp muối ớt. Ướp muối ớt ha. Trời hoàng hôn, 5 giờ chiều. Chiều ai tim, làm cá. Ê thầy Minh, chuẩn bị xong rồi ăn chưa? Xong rồi. Đâu? Đây, nước con chanh đây. Đâu? Với muối ớt chanh đây. Đây, rồi còn gì nữa? Đây là ngư vi ba. Đây bạn đưa ra đây à. Đây, trời ơi, Minh xét xét vô xíu nè, đẹp quá trời luôn. Wow. À, cảm ơn thầy Minh nhiều nha. Đây là nước cốt chanh nè. Nước cốt chanh luôn hả? À, thì không phải giữa mình lái máy. Rồi, xin chào các bạn nha, hôm nay là hôm nay là một bữa ăn rất là ngon mà mình rất là tâm đắc, bởi vì hôm nay là mình tài trợ cho bữa ăn này nha các bạn, mình tài trợ con cá thôi nha, nhưng mà thầy Minh tài trợ công sức làm con cá này, cảm ơn thầy Minh. Đây. Rồi hôm nay là mình sẽ ăn cái con cá ngừ vi vàng rất là mập béo. Hôm nay là mình sẽ ăn hai món, đó là cái món sashimi phần bụng và cái phần thịt thì mình sẽ chiên lên. Bây giờ các bạn xem nha. Rồi rồi ôi làm trước một miếng đây nào. Ồ, cái này là chấm nước cốt chanh luôn thầy Minh. Chấm thêm này nữa ha. Chiếc nắp, chiếc nắp đâu thầy Minh? Chiếc nắp đây thầy Minh. Đó, thêm một miếng hành nữa ha. Thêm miếng nữa, miếng nữa. Ngon quá. Tức là chấm này là chấm theo đúng cái cách ăn của người đạo Phú Quý ha. Đây, người Nhật thì họ có ăn sashimi theo tương với lại mù tạt, còn dân đạo Phú Quý này họ cũng ăn sống. Cái người Quy Vèn vừa béo mà vừa giòn. Giòn nữa hả? Còn béo thì chắc chắn béo rồi, tại vì cái này mình ăn cái phần bụng mình đúng không? Quá ngon. Lại mình làm miếng nữa đi. Tôi với thầy mình đớp cái dĩa này đó. Vũ ăn không Vũ? Em ăn một ít lắm. Ít thôi ha. Thầy Minh không ăn cái này. Ngon quá. Ăn xong về uống 3 viên danh teo liên tục 3 ngày. Ngon quá. Ngon quá nặng ơi. Cuộc sống trên biển, ở nơi cách đất liền 160 cây số. Ở phía xa xa không biết các bạn có thấy không ta? Đó là cái ghe QNG, là ký hiệu của Quảng Ngãi. Cái ghe đó hồi chưa mới nổ mìn, ngay chỗ tụi mình câu luôn. Đó các bạn thấy đây là một cái phương tiện đánh bắt trái phép mà họ vẫn diễn ra hàng ngày. Theo lời anh Minh nói là họ đi một lần mà có những mấy tháng trời anh Minh ha. Đi hết mùa này mới về đúng không? Hết mùa nam mới về luôn. Chuyến đi mấy tháng trời. Các cái đang vô phúc quý bén. Bén xong lá sơ tôm tiếp. À, nhưng mà cá giá đâu có được giống như cá câu mình ha. Đúng rồi. Cái món có 35-40 ngàn ký. Cá biển quá. Nhưng mà vẫn có người ăn cái giá cá đó đúng không? Người ta mua người ta chạy đất liền. Ồ. Chứ mà này người ta ăn bê ruột bê đồ hết. Ồ. Cá không ngon. Cho dù dân đảo cầu. Cho dù dân đảo Phú Quý mà người ta không có khá giả gì, người ta vẫn không ăn cá này. Đúng rồi, người ta chơi bê ruộng tanh. Ồ. Chỉ có cái tụi em mới câu về, ví dụ cái về đây nữa. Đâu. Wow. Đã. Nhức nắp đấy ra nè, nhức nắp nè. Khởi dụ nhức nắp. Ngon quá. Thầy Minh cứ ăn đi, ăn tới khi nào mà còn nửa cái dĩa bắt đầu thạch sang. Ồ. Thầy cứ ăn đi. Ra chợ có bánh tráng nữa, điệu ghê luôn ta. Ăn cắp lại cái chỗ đó. Nhúng vô cho nó chín ha thầy Minh ha. Cái này là kêu là nước cốt chanh. Nước cốt chanh ha. Quá tuyệt vời.
chúng tôi đang ăn và chúng ta đang ngồi chờ bản nhạc của những cái ống đây. Bản nhạc của những cái ống rồi, có lẽ mình sẽ xin phép kết thúc cái đoạn video clip tại đây ha. Mình sẽ ăn cùng với lại mấy anh em. Rồi, mời các bạn ăn cơm nha. Ok các bạn, rồi thôi, đây tới viên thành cá. Thành cá rất là hảo, sashimi. Và cứ mỗi chuyến đi như vậy là mình sẽ ăn một cái loại cá. Nay mình sẽ ăn cá người bi bang. Này mình đã từng ăn rồi, nhưng mà hôm nay được sự quảng cáo của thầy Minh, có cá ngừ câu lên. Nó rất là béo đúng không thầy ha? Béo mà giòn nữa. Béo mà giòn nữa, cho nên mình sẽ quyết định ăn. Mình không có chấm gì hết trơn nha, mình muốn ăn thử mà cái miếng cá mà không chấm gì hết. Quá ngon. Thứ nhất đó là cái vị ngọt. Vị ngọt này vị ngọt thịt. Rất là ngọt. Thứ hai là béo. Thứ ba là nó có hơi giòn giòn thôi. Hơi giòn giòn. Có lẽ là cần phải ướp thêm một chút xíu lạnh nữa thì nó mới giòn. Nhưng mà thôi, như vậy là mình thấy là đã rất là ok rồi. Ok, cảm ơn các bạn nha. Rồi. Công sức của em trai Vũ nha. Diễn viên mày còn hơn ơ nhà hàng. Đây. Cá ngừ. Còn sôi trứng gà là thầy Minh ha. Đây. Đâu. Đấy. Bốn người cứ sáu trứng, cứ sáng là bốn người sáu trứng. Diễn viên cái ăn kiểu này thôi, về tới nhà sức khỏe còn hơn voi. Mấy này thèm bia quá. Thiệt không? Thì khỏe. Anh ở Sài Gòn nghe nói nhí nhậu mà. Ủa gì hả? Ừ. Đây là cá ngừ dĩ vàng nha các bạn. Phải. Còn sót lại từ hôm qua. Hôm nay mình tận dụng nó, bây mình ăn nhiều lắm. Buổi sáng ngày hôm nay. Dạ. Gái có thể bỏ từ chối với nhậu thì dứt hả? Hên quá quay được cái đoạn cái clip này. Gái thì có thể bỏ được. Mà cần bia thì không bỏ. Bia là nhậu. Chiều là dứt. Chờ nước sôi gì? Nước sôi là hai cái thùng. Nước sôi trụng cá thôi. Sôi rồi, trụng cá thôi. Đây, quay cảnh video clip ăn uống ở trên ghe câu. Thì Minh cho tôi 2 lát thôi nha. 2 đến 3 lát là khoan nhiều. Theo yêu cầu của các bạn đây. Đây, chín liền không? Cái nào thầy chín nhất thì cho tôi nha thầy Minh. Đây, vô là chín hết mày. Wow, đồ nó tưng lên kìa thầy Minh. Đó. Đã hả? Nó tưng lên ha. Chín hết mày, cái này chín lắm. Vào đây vào bao đấy nó lên chín nữa. 2 lát thôi thầy Minh ơi. Bè lên đi. Rồi. Bè lên lên nó lên. 3 lát để bắt được con cá. Đã. Rồi. Chín hết đấy rồi đó. Wow, chín nhừ luôn. Kè, yeah. Đó là làm té luôn. Trời, trứng, rồi cá, cá ngừ, vi văn. Cái trứng cái thầy ăn chung sướng quá. Câu là phải có sức, câu được. Ăn nhiều nó mới có sức ăn, có thật mới giật được cá. Đúng, chính xác. Sức cụ mấy cá nó coi thường lắm. Anh Thành thấy tiền là ké không anh Thành? À tôi của anh Thành nha. Rồi, tôi của Thành gì mà nhìn thấy toàn là cá, không thấy mì đâu trơn vậy? Vậy nó mới ngon. Tôi là Thành cá mà. À, thì tôi Thành ké. Thành cá cũng quý rồi chứ. Mốt dọn nhà đã phú ý ở luôn. Đó, đứng nữa kìa. Cái nhà nó nhỏ. Đây anh em ta có chỗ. À, thì có chỗ dây rồi nhậu nhẹ đồ. Cái ổ anh em. Ừ. Ổ không? Ừ, quá ngon. Quá ngon. Ừ. Đâu? Cá trên biển, cá ngừ, trắng tươi như thịt bò. Vàng, trắng tươi nha. Không.
rất là ngon. Chỉ trụng qua nước sôi thôi. Yeah. Ngon. Không quá khô. Trời đất. Cái gì mà cái này nhét, cố nhét vô luôn á trời. Xong vừa hết mà. Trời ơi, thầy cố nhét vô luôn á hả? Đây là tô hủ tiếu của Tấn Thành đây. Mà Tấn Thành ăn phong cách style là phải đợi khoảng cả 10 phút sau mới ăn, cho nó nở rồi mới ăn. Chắc chắn là cũng có một vài anh em ăn theo cái kiểu này đúng không? Mình không có lẻ loi đúng không? Còn trứng. Để em, hãy đi. Cho ăn trứng màu. Mình ăn mì gói là mình đợi cho nó nở tét lét ra vậy đó. Biến cái nhiều quá. Đúng tầm. Đúng tầm ha. Ăn xong thì bắt đầu lại giống vô ngoài. Giống vô ngoài câu gì thầy Minh? Giống vô ngoài câu cá vóc với cá ngừ với vàng. Trời sao nghe thấy dễ dàng quá vậy thầy Minh. Ở trong Sài Gòn, ở trong đất mà dân câu mà nghe nói câu cá ngừ vi vàng là khó khăn lắm luôn á. Đi về bỏ ra biết bao nhiêu ngàn đô mới câu được cá ngừ vi vàng. Đi về ở đây là xuống dưới này là câu có. Đó mày nó búng đầy vào đó thôi. Ôi trời. Đó mày nói lên nó đầy. Giống như vậy câu có cái vợ nữa. Nó ăn thì húp nghi ngon nha. Ngon thì đúng ghê á. Đúng. Ăn cứ giật á. Ngon. Rồi hết luôn kìa. Hết luôn à. Trời ơi. Không còn gì trong này không? Còn miếng cá cuối trên cùng câu. Ngon. Khoái khoái. Rất ngon. Rất êm. Êm. Tiếng gì mà làm tô như vậy là êm. Đây các bạn ơi, trời ơi. Giọt mồ hôi của em trai Vũ đây. Trời ơi, cái miếng cá ngừ kìa. Quá béo. Ngon gì đâu luôn, thịt nó trắng bóc. Thử đó nha. Quá, nó mềm mà nó vẫn còn cái vị ngọt. Mà nó hòa với lại cái nước phở khoảng liền này, ăn rất là ngon. Các bạn cũng nên thử qua nha. Đây hết sảy luôn nha. Không nên bỏ qua cái món này nha. Ăn với lại phở đây các bạn. Đây ha. Đó. Cá ngừ sắc lát ra, chế nước sôi vào, thế là xong. Trộn với lại mì gói hoặc là phở, thêm cái trứng nữa rồi coi như rất là bổ dưỡng luôn. Đó. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thành Cá nha các bạn. Bắt đầu để cá ngừ đâu cả nửa ký số này. Quen quá. Chết vừa luôn. Đây là tô mì của em trai Vũ đây. Em trai Vũ thì lại không thích ăn phở. Quá ngon. Thích ăn mì quá ngon Vũ ha. Yeah. Rồi, gửi lời. Mì lớn thì ta ăn phở. Vậy thôi. Gửi lời cảm ơn đến em trai Vũ nha. Bếp trưởng trong chuyến đi này nè. Mì mà lớn lên là mình ăn phở. Dễ thương nha. Để cho mẹ nó ăn đi, quay cảnh nó sặc một cái rồi chết rồi. Ăn mì này hút hút nó dễ sặc lắm á. Ngọt ngay ha. Chiều nay đón xem tập là ăn như thời tiền sử trên YouTube. Mỗi thằng con cá tự cắn ăn. Đây, tới bên thầy Minh đây. Hello. Captain. Captain. Đây. Đây. Thấy không? Đấy. Tàn lực khé không à? Cá không. Đây, để mình làm một miếng cho các bạn coi. Quá ngon các bạn ơi. Ngon. Quá ngon.